chuyện ông tàu bán mì khô ở mấy chợ nhỏ ở Long Bình tác giả video này có khi đi trên đường phố hoặc là có khi đi vào những ngôi chợ nho nhỏ bán theo kiểu truyền thống giống như chợ Thị Nghè ở Sài Gòn vân vân thì có thấy một cái ông người tàu bận quần áo thì cũng tương đối là tuôn tất áo tay dài rồi uh, bỏ áo vô quần quần tây đen đồ đã cũ rồi ông ta dắt một chiếc uh, xe đạp đi vào những ngôi chợ nho nhỏ hoặc là ở những cái đường phố nho nhỏ thì phía sau chiếc xe đạp nó có một cái uh, rổ ông ta để uh, uh, năm mười hay uh, mười mấy dắt mì khô đó mì khô kiểu có người tàu làm chứ không phải là mì gối uh, ở việt nam đâu thì ông là người bán mì khô dạo mà ông người tàu này không phải là người Campuchia gốc Hoa mà tại vì thế ông ít nói hoặc là trầm lặng hoặc là chỉ biết mấy món chẳng hạn như một giấc mì khô thì bao nhiêu tiền ria vậy thôi thì người ta đoán là ông là một người tàu nhập cư ông ở bên Trung Quốc bên Trung Hoa còn biết ở Quảng Đông, Quảng Tây hay là Quảng Châu gì đó. Qua đây sinh sống bằng cái nghề bán mì khô, bán mì khô dạo. Thì bán cũng không có đắt lắm đâu. Bán cũng lai rai, sống qua ngày. Nhưng mà thấy ổng hiền lành. Và mua bán thì cũng không có gì gọi là thoải mái lắm. Bán cũng tương đối là cực khổ. Ngày nào cũng dắt chiếc xe đạp đi dọc theo chợ để mà bán nhưng mà không có ai mua nhiều. Tại vì cái món mì bên đây thì cũng có rất nhiều như là mì Thái, mì Việt Nam, mì gối này kia nọ. Còn mì giấc mà khô mà làm từ ở nhà thì cũng có người Campuchia gốc hoa làm cũng rất là nhiều. Mà ngon nữa, tại vì đôi khi họ có trộn trứng hoặc là hột gà trong đó. Thấy cái cảnh sống của một người nhập cư, người hoa nhập cư vào nông binh thì thấy rõ ràng nó cũng là khó khăn nếu mà nhập cư vào trong cái xứ này mà nghèo quá thì cũng phải đi bươn chải hàng ngày trong ni trong khi đó thì cũng có nhiều người hoa nhập cư từ Trung Hoa Trung Quốc đó Nhưng vào đây thì họ có tiền hơn hoặc là đôi lúc có những người vào đây vào nông bên đó họ lại thành lập nhóm này nhóm kia lường gạt qua internet hoặc là lập băng đảng này nọ mua bán ma túy hoặc là trấn áp người, hoặc là lường gạt người ta làm việc qua Internet như là lường gạt nhiều người Việt Nam qua Nông Binh, qua Campuchia này để mà làm à, nhân viên cho họ, họ bóc lột, họ đánh đập tùm lum. Trong khi có những người Hoa thì họ hiền lành hơn, họ chất phát hơn, họ chân chất hơn, họ sống bằng cái à, à, mồ hôi, nước mắt lương thiện của họ. Chỉ nhiên mà sống như vậy mà không có vốn liếng thì nghèo khổ giống như là các ông già người hoa mà bán bị khô mà tác giả video này vừa trình bày đó. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều người nhập cư khác như là ở bên Bangladesh, ở gần bên Pakistan hay là gần bên Ấn Độ đó. Họ cũng nghèo lắm. Họ nhập cư đến Campuchia, đặc biệt là đến nông bên này đó. Thì họ và sống bằng cái nghề là à, vác mùng vác mền vác quần áo bỏ vào trong những cái túi à, vải túi ni lông rồi họ có khi là vai mang một túi rồi tay xách một túi đi dọc theo chợ dọc theo đường phố mời người này mua mời người kia mua và cũng rất là cực khổ cha họ thì đen sạm mà, người bangladesh đen lắm mà họ nghèo lắm họ à, qua đây chừng vài chục vài trăm người vậy đó trong năm mười năm nay rồi họ mướn một căn nhà nhỏ rồi chia nhau để mà ở chung à, để bớt cái đồng tiền mỗi tháng vậy đó rồi hàng ngày sáng sớm họ đi xách mùng xách mền xách quần áo xách những cái miếng vải sặc sỡ để đem đi bán rồi khi đi xa lắm đi ra ngoài ôn đó, đi bộ không à có người kha khá thì có được chiếc xe ông đa cũ mà bán hết ngày này qua ngày khác cũng giống như ông già tàu vậy đó đi mua bán rất là cực khổ mà bán cũng thấy ít người mua rồi phải ở trong một cái khu tập thể với mướn một cái nhà hay cái phòng ở năm 10 người rồi ăn uống là chia nhau đó là cảnh cái người nhập cư nghèo đến nông pen đến campuchia này sống cũng rất là chật vật rất là khó khăn tại vì campuchia này cũng đâu có giàu hơn người hoa đâu Campuchia này cũng đâu có giàu hơn Bangladesh đâu. Nhưng mà ở nông binh thì dân thành phố, cuộc sống ở dân thành phố này nó cũng đỡ hơn. Cuộc sống của dân thành phố này cũng đỡ hơn. Thành ra cái số người nghèo cũng có, nhưng mà số người giàu, số người trung lưu cũng có. Rồi những cái người mà nhập cư như là cái ông già Tàu bán bị khô hay là người Bangladesh bán quần áo, bán vải, bán mùng mền, bán những cái tấm khăn màu sắc sặc sỡ đó họ cũng mong bán được cho những người có tiền kha khá để họ sống qua ngày chứ còn mà nhầm với người nghèo thì cũng khó mà bán họ cũng đâu có mua mà họ có mua thì họ mua những cái vải vóc hay là quần áo hay là khăn kia nọ hoặc là mì thì mua của người địa phương hay làm sản xuất giá nó rẻ hơn thật ra những người nhập cư đến Campuchia này như là cái ông tàu bắp mì khô hay là người Bangladesh bán vải, vóc quần áo, khăn là cái nọ đó cũng khó sống hoặc là sống qua ngày thôi, không biết họ sống bao lâu rồi họ về hay là ở đây rồi họ có lập gia đình rồi họ sinh sống ở lâu đời luôn, ở lâu năm luôn. À, chuyện ông tàu bán mì khô đó cũng cho chúng ta thấy rằng cái người hoa mà nhập cư đến campuchia này cũng nhiều hoàn cảnh lắm có lần đọc giải trí uh, tác giả video này đó đi uh, ra một cái công viên là thấy một cái anh khoảng chừng ba mấy bốn chục tuổi thôi quần áo thì uh, tèm nhem hết mà ảnh có vẻ ảnh buồn chán ảnh ngồi uh, trên một cái ghế đá mà hình dạng ảnh thì thấy rõ ràng ảnh là cái người hoa rồi tại vì ảnh không có nói chuyện vai hết rồi uh, quần áo này kia nọ chắc lẽ là anh cũng uh, theo có luồng của người nhiều người hoa từ cái vùng quảng đông quảng tây quảng châu nhập cảnh uh, đến anh nông bên này để uh, sinh sống hoặc là họ có thể là họ có ý định riêng như thế nào đó nhưng mà anh này thì anh người hoa mà ngồi ngoài công viên thấy anh nghèo lắm có lẽ là anh chưa đủ tiền à, mua vé máy bay qua đến đây thôi rồi anh cũng không có cái đồng tiền để anh xoay sở nữa hoặc là anh đi một mình không có bà con họ hàng gì hết cũng không biết sống như thế nào ảnh thất thơ thất thiểu ngoài công viên đó thấy cũng đói khát dữ lắm nếu mà hình ảnh của mấy cái ông người hoa này so sánh với lại mấy cái số người hoa mà nhập mà cư đến đông bên này mà lập băng nhóm rồi bắt người khai thác tiền bạc rồi buôn lậu ma túy rồi à, à, mua bán hay là làm ăn ở trong những cái casino thì thấy rõ ràng hai hình ảnh nó trái ngược nhau à, cảnh sống à, nếu mà chúng ta đi và chúng ta quan sát là thấy cảnh sống của nhiều người mỗi người mỗi kiểu cũng có những người khó khăn khổ sở lắm chứ không phải tất cả những người hoa mà nhập cư đến đây đều là băng đảng băng nhóm hoặc là anh chị hoặc là bài bạc, hút sách hoặc là si ma túy không Cái đó cũng có lắm, nhưng mà cũng có những người nghèo họ cũng thật thà, chất phát lắm Còn đa số người Bangladesh nhập cư đến nông binh Campuchia này thì đa số là người nghèo, người khổ Chứ họ, họ chưa có bây giờ họ dám thành lập băng nhóm băng đảng hay là buôn lộ ma túy giống như là người Hoa nhập cư đến Campuchia Đó là những nét khác biệt giữa người Bangladesh và người Hoa nhập cư đó tìm cái kế mưu sinh tại cái xứ chùa tháp này thì đây cũng là những cái nét mà tác giả video này muốn trình bà để cho các bạn thấy thêm về cuộc sống con người ở nông bên à, xin cảm ơn và xin hết